Chào các bạn, chào các em cháu. Trên YouTube hôm nay bà xã mình làm cái món bánh chuối. Bánh mì chuối. Tại vì chuối ở nhà bây giờ nó còn chín mùi hết trơn rồi các bạn. Đây là năm bé chuối xiêm, chuối sứ, chuối xiêm đó. Đây là hai trái chuối già. Bây giờ mình hay là 7 trái mình làm hết chứ bây giờ nó chín quá rồi. Ăn nó chín quá rồi bây giờ mình làm hết mấy trái chuối chín này. Chín cái bông đen cái vỏ luôn. Mà cái chuối mà nó chín thông kim vậy là làm bánh rất là ngon. Rồi hôm nay mình làm bánh chuối nha các bạn. Bánh chuối này thì mình làm với cái liều lượng là đây hai trái chuối già và năm trái chuối sứ. Với lại 2 cup bột mì. 1 cây rưỡi bơ. Cái bơ này nè các bạn, một hộp nó 4 cây nè. Mình làm 1 cây rưỡi ha. Mình cắt ra. Muối. Bột baking soda. Vanilla. 5 cái trứng gà. 1 cup rưỡi đường các bạn, rưỡi đường cát. Rồi bây giờ mình lột chuối ra nha các bạn. Lột chuối ra. Chuối mùi hết rồi. Theo yêu cầu của cháu nào không? Cháu nào không thấy có chuối chín là mùi thâm tim rồi đó, cô làm bánh chuối đi. Thấy mình quay phim á, ngày nãy chú chín nó coi là bánh chuối, thấy chú chín nhóc cái trời. Vậy con nghe lời con, thấy như là con nói cô làm bánh chuối nha con. Hôm nay cô làm bánh chuối nha. Nó thấy quầy ngày nào chú chín là khi cô làm bánh chuối thì cô chứ thấy còn thấy nãy chú chín nhóc cái trời. Thiệt ăn mà không mua thì chuối thì thèm chuối, mà mua chuối rồi thì về ăn không có hết là chuối nó chín tới rồi. Con gái cô thì nó thích ăn chuối xiêm đó, cô thì cô chuối nào cũng được nhưng mà chuối già là cô thích hơn. Rồi bây giờ qua nó chuối xiêm hả? Chuối xiêm một loại chuối hơn. Xiêm này ăn thì con gái nó ăn cũng không hết, thôi cô lấy cô làm bánh chuối luôn. Thấy nó chín mùi vậy nè, nhưng mà gọt ở trong nó vẫn còn dẻ, chuối cứng dẻ ngon lành. Cái chuối xiêm bên này mắc, chuối xiêm Việt Nam mình rẻ chứ bên này mắc. Thấy nó đen đen vỏ tưởng nó hư ha. Không có, bữa hổm lên trên Nga chuối nó còn đen hơn nữa mà lột ra nó không có gì hết. Bao nhiêu chuối, nửa ký chuối không? Cái này hả? Cái này chắc hơn phao với hơn phao. Hơn phao là nhiêu đường? 1 cup rưỡi đường. Mình không có cần chuối hả? Không thì phỏng chừng vậy ha. Phỏng chừng chắc bạn có biết làm. Thì bánh này nhiều dễ làm. Bánh dễ làm mà. Với lại ví dụ như bạn nào thích ăn ngọt hơn thì làm thêm miếng đường nữa. Còn các bạn nào không thích ăn ngọt thì làm bớt lại tí. Thì theo cái khẩu vị của mỗi người. Cái chuối này nó cũng ngọt. Chuối nó chín nó cũng ngọt à. Rồi bây giờ cái chuối này em hãy cắt nó nhanh nhỏ nhỏ để em dễ bóp. Bóp chứ không có xài. Không xài mất công quá, bóp nó ra cũng được à. Cái chuối già nó mềm. Mùi hơn cái chuối xiêm. Mở lò hay gì vậy? À, mở lò. Bây giờ khi mình bắt đầu làm bánh thì mình mở lò nha các bạn. Không, em không nhắc, anh quên nói hả?
Mở lò cho lò nóng ha. Anh nghe lò cái lò nó chạy như hù hù. Mình bóp chuối. Mình bóp chuối cho nó. Thấy gì? Có bếp phụ thì cũng đỡ lắm nha. Nó mà nó chín nó mùi được như cái trái chuối dài này. Ngon. Cái chuối xiêm nó không có ấy thôi. Không ấy hung là gì? Nó không có mềm không, nó khó bóp hơn, nó bóp nó còn không. Tắt đi để các bạn đợi bóp chuối lâu quá các bạn. Rồi bây giờ cái chuối mình làm nó nát rồi đó các bạn, bây giờ mình cho trứng vô. Mấy trứng? 5 trứng. 5 trứng. Quậy lên mình cho đường nó vô luôn. Cho đường vô luôn nha các bạn. 1 cup rưỡi đường. Mình quậy cho nó tan hết. Cái bơ này sao mà tan được? Để vô luôn, quậy luôn. Nó tan không? Tan. Các bạn cho 1.5 cây bơ này. Bên này nó ngủ nó vô miệng mình nó phao phao ra hết trơn. Bơ đó hả? Bơ gì ta? Anh mở, anh lấy cái tay anh mở giùm em miếng này vani. Vani là mình sẽ mở được. Hai vợ chồng lại hợp đồng. Rồi mình cho đeo đây khoảng 1 muỗng cà phê bột vani nha các bạn. Vani, cái này vani nước nước. Đây vani này ha. Vani mình không có vani bột thì mình làm vani nước. Với lại khoảng tí ti, khoảng 1/4, thêm xíu đi, 1/4 muối. Mình quẩy lên, mình bóp lên. Nè, bơ này nè các bạn. Cái này gì? Cái này gì? Cái đó bóp tinh soda, chút mình để vô. Bây giờ mình cho 1 muỗng cà phê bột baking soda vô nha các bạn. Mình để khuôn vô nóng rồi, bây giờ mình cho miếng dầu vô trong khuôn nha các bạn. Mình làm cho nó mỏng mỏng chút, hai
Bye bye mấy bạn nha. Các bạn nào có thích video này nhớ bấm chữ like nha. Còn mấy bạn nào mới coi cái video này, mấy bạn nhớ bấm vô chữ subscribe đó, là đăng ký để mai mốt có thêm mấy cái video mới cho mấy bạn coi nữa nha. Ok, bye bye. Everybody say bye. Sợ nó không nổi hay không sao hết, làm rất là dễ làm. Làm dễ mà do người làm có làm ngon hay không, người làm dở làm sao, làm ăn phải vừa miệng. Làm dở thì ăn dở anh ơi. Anh thích ăn ngon rồi chứ không thích ăn dở. Cái này anh muốn để đậu vô cũng được, để nho vô cũng được nữa. Để thêm ăn cái có cái hộp, cắt ra mấy cái hộp á. Đó, có dĩa nho anh ăn còn kìa. Lấy nho để vô được không? Nho khô. Nho khô anh à. Mình để nho tươi sang hơn nho khô nữa. Yeah. Cái đó anh để đi. Thích anh để đi. Rồi bắt đầu đổ bánh chuối. Này kêu bằng đổ ha. Bánh chuối. Đây, em làm hai khuôn. Cái khuôn bên đây em cho những cái hạt đậu vô với nho rồi vô. Để cái bên này nghe, cái bên bển không để sao bị sao? Không, em làm hai thứ. Em làm hai thứ. Cái bên này ngon cái bển phải không? Không phải. Em làm hai thứ, ai thích ăn cái nào thì ăn vậy đó. Anh thích ăn cái bên này hơn. Anh làm em không biết được làm luôn rồi đó. Chưa hết anh dành ăn rồi đó. Rồi, xong. Giờ mình nướng 40 phút nha các bạn. Nhưng mà tùy theo cái bánh nó mỏng dày nữa thì mình cứ thăm chừng. Rồi được 30 phút, 30 phút cái bánh nó vàng ở dưới rồi các bạn. Kéo rồi. Không chưa. Mình bây giờ mình bật lửa trên. Đó, ở dưới nó vàng rồi, 30 phút ở dưới nó vàng rồi, xong bây giờ mình bật lửa trên. Mình bật qua lửa trên mình để thêm 5 hoặc 10 phút nữa. Nếu mà các bạn thích nó ăn nó giòn thì các bạn để 10 phút ha. Bây giờ ở dưới vàng hết rồi, giờ mình bật qua lửa trên thêm 10 phút nữa nha các bạn. Rồi, thêm 10 phút nữa là tổng cộng là 40 phút đó các bạn. Wow, một phần nữa. Cái bánh này nè có hộp, cái bánh này nó không hộp. Một phần lên. Ừ. Xong. Ngon hả? Ờ. Bây giờ để em lấy cái mâm để ra ngoài. Cho nó nguội. Các bạn thấy bánh này làm rất là nhanh mà không có cực gì hết trơn á các bạn ơi. Đây. Ủa này đã có thò hạt nè. Anh ăn dĩ đó. Dĩ nào cũng được hết trơn á anh ơi. Yeah. Wow. Các bạn thấy không? Ngon không? Đây. Đây ngồi cắt. Quá ngon hết các bạn ơi. Rất là nhanh luôn. Trong vòng có một tiếng là các bạn làm được có bánh liền. Mà là những nguyên liệu rất là dễ. Rồi cắt bánh chuối ra ăn các bạn ơi. Wow. Ngon ha.
Rồi. Wow. Về từ miếng hả? Bánh chuối cắt sao cũng chắc xéo xéo rồi hả, cắt sao? Cắt lại. Cắt ra cũng được ha. Lấy cái này, lấy cái... Rồi cắt. Cắt tiếp hả? Ừ. Cắt anh miếng nữa. Ngon quá các bạn ơi. Đây, ăn miếng đây đi bạn ơi. Ngon quá. Ngọt. Béo. Có ăn cút dừa không? Không, trứng. Uh-huh. Ngon quá ha. Ngon. Ngon. Rất là ngon. Ngọt. Vừa ngọt mà nó béo ha. Ngon quá. Đây, các bạn thấy đây. Cái này nó rất hơi giòn giòn, mình thích ăn giòn để cho nó sát cái giòn ha. Rồi. Không phải em làm mà anh Giang với nó thiệt. Ngon quá. Ngon thiệt. Rồi các bạn ơi, bây giờ trong nhà mình nếu mà có chuối chín mùi quá đó các bạn đừng có vứt đi nhé. Các bạn hãy làm bánh mì chuối như mình vậy để ăn, mà làm rất là nhanh, ăn rất là ngon, không bỏ cái gì hết trơn nha các bạn. Quá ngon luôn. Trời, nó quá ngon. Ngon thiệt các bạn ơi, chứ không nha. Nói chuyện trên YouTube mà không dám nói nó xạo. Không dám nói dốc. Dám nói dốc các bạn. Các bạn làm y vậy nếu mà ăn không ngon. Mắc thường cho các bạn. Không có mắc thường rồi, các bạn rầy tôi đi. Rầy các bạn la tôi đi. Tại sao tôi bắt chước chú, bắt chước anh, chị mà tôi làm ăn sao không ngon. Rồi. Không ngon một ổ thường 10 ổ. Nếu làm đúng vậy nha. Một ổ thường 10 ổ. Giữ vậy chú. Rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi video làm bánh chuối. Đây, rồi. Bye bye các rồi, bạn nha. Rồi, hẹn gặp lại những cái video làm bánh kế tiếp. Không có cháu nào là kêu, cô chú ơi làm bánh mấy cái khuôn ở Việt Nam mấy đêm qua đó, làm bánh đi cô. Rồi, sẽ từ từ cô chú sẽ làm những cái món bánh ăn thông thường cho các bạn xem nha. Từ từ cô chú sẽ thực hiện. Rồi, cảm ơn các em cháu, các anh em đã ủng hộ YouTube của mình.